Rồi trên tay mình đang là một cái đèn để mình set up góc quay các bạn Mình cũng hay quay để dạy học nên là mình mua vài cái đèn Hiện tại thì mình có mấy cái đèn Urazi rồi Tuy nhiên thì thấy cái này nó cũng đờ xem Có nghĩa là hàng Trung Quốc rồi nhưng mà có hàng loại 1, loại 2, hàng phát Trung Quốc nữa Đây thì cũng phát thôi nhưng mà nó là một cái gì đó nó rẻ hơn Thì nó có ba màu các bạn Màu trắng, màu vàng và màu 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 vàng hơn á mình không biết nói như thế nào ha. Uhm, đây thì bây giờ mở cho các bạn xem. Thì ở trong cái hộp này á mình mua tới hai cái được. Hai à, cái này mình sẽ đánh một cái là bên phía mặt và một cái là bên phía sau tường của mình. Đó. Thì không có điều kiện tài chính để mua mấy con xịn thì mình mua mấy con này cũng được, quan trọng là bạn biết đánh sáng là được. Rồi ở đây thì nó có cổng tai si để các bạn sạc nè. À, tăng giảm ánh sáng nè. Rồi mod mod là đổi chế độ nè. Rồi cái power là các bạn đè vô các bạn sẽ thấy nó sáng lên nè đó đây là ánh sáng nha ánh sáng Rồi các bạn muốn đổi nè ánh sáng trắng nè hả ánh sáng vàng nè đó vàng hoàng hôn luôn á còn đây là vàng nhẹ hơn nè đó các bạn thấy nó cũng sáng mà đúng mình sẽ tăng hết độ sáng như các bạn nè nhưng mà các bạn đánh sáng qua này á thì đây cái, cái các bạn thấy sáng không cái like ở giữa cái tay mình nè nó rất là sáng ha đó nghệ thuật đến sáng mà các bạn nên là đèn xịn hay không thì nó cũng quan trọng đó nhưng mà quan trọng hơn là cách chúng ta set up một cái góc đèn để mà đánh cho nó phù hợp vô cái, cái sản phẩm hay là cái gương mặt của các bạn lúc mà các bạn làm livestream hay là các bạn quay video hoặc là các bạn làm gì đó trên online mà có sự hiện diện của gương mặt các bạn ở trên đó rồi bây giờ thì uh, nó cũng không có gì để review hơn nó bằng nhựa hết ánh sáng cũng tốt đây ánh sáng tốt ha. À. các bạn nhìn nè nó sáng mình sử dụng được mấy ngày rồi thì uh, mỗi cái quả như thế này á nó các bạn mở liên tục á, sẽ là khoảng được 2 tiếng đồng hồ nha hai tiếng đồng hồ với thời lượng các bạn khoảng 50 phần trăm của cái cái mức tối đa thôi nếu bây giờ tối đa 50 phần trăm tối đa là 100 phần trăm đi các bạn để 50 phần trăm thì nó khoảng 2 tiếng đồng hồ không ai xài sáng hết làm gì cả nó chói lắm các bạn đó thì ở đây nó giả tải nhiệt thôi cái này không phải là tải nhiệt ha ở đây thì nó có nút gắn nè gắn vô cái mấy cái chân hoặc là cái thiết bị của các bạn các bạn để như thế này đó hai cây hai bên như thế này đánh qua đánh lại cũng được nè rồi, thì nó đâu đó khoảng một trăm rưỡi. Các bạn tìm ở những cái nơi có rẻ hơn. Các bạn để mình để sản phẩm ở dưới cái mô tả video này đó, các bạn tham khảo ha. Nó bằng một bàn tay. Thì các bạn nào sử dụng u uh, những sản phẩm của Ulaji á thì các bạn cũng biết là sản phẩm nó khoảng ba bốn trăm ngàn cùng loại này nha Nhưng mà nó là đèn LED RGB, còn cái này thì có ba ba chế độ màu thôi. Rồi, ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hy vọng rằng cái video này hữu ích cho các bạn, các bạn cứ uh, trải nghiệm đi, rồi chia sẻ giống mình. Mình cũng thích các bạn uh, nào mà có sản phẩm rồi chia sẻ như thế này á, để những người mua như mình đi, hay là những các bạn coi các bạn mua đi, nó khỏi bị hớ hàng, cũng như là cái trải nghiệm mua hàng của chúng ta sẽ được tốt hơn, xài được những cái Xịn hơn, mà rẻ hơn nữa. Rồi ok, các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo, bye bye và chào tạm biệt.